Xét về lịch sử đối đầu giữa hai đội tại các giải đấu chính thức, đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta đang có lợi thế khi đã giành chiến thắng ở 17 trong 20 lần chạm trán trước đây. Cụ thể, ở đấu trường SEA Games, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 8 lần, trong đó có 6 chiến thắng dành cho các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam, cùng với đó là một trận hòa và chỉ một trận thua. Trong khi đó, ở giải vô địch Đông Nam Á, hai đội đã gặp nhau 12 lần, và ở đó thì đội tuyển nữ Myanmar chỉ có 2 lần giành thắng lợi và đã thất bại tới 10 lần. Để chuẩn bị cho trận đấu mở màn quan trọng với Myanmar tại chiến dịch vòng loại thứ 3 Olympic 2020, chiều qua ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam đã cho các cầu thủ tập kín trên sân vận động Jeju World Cup Stadium. Về tình hình lực lượng, huấn luyện viên Mai Đức Chung đang có trong tay những cầu thủ tốt nhất để tự tin hướng tới mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm. Do Myanmar đã thua đậm trước Hàn Quốc trong ngày khai màn, một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam sớm có được tấm vé góp mặt ở trận playoff, qua đó tiến gần hơn đến việc dự kỳ Thế vận hội mùa hè năm nay trước một đối thủ quen thuộc. Nhưng không vì thế mà các cầu thủ tỏ ra chủ quan trước trận đấu với Myanmar diễn ra vào lúc 17 giờ chiều nay. Em vẫn đánh giá rất cao đối thủ vì trong những lần gặp gần đây thì Myanmar vẫn có những lối chơi và kỹ thuật cá nhân của họ cũng rất là tốt, nên em nghĩ là hai đội cũng rất là cân tài cân sức và bọn em sẽ cố gắng hết sức để có thể giành một kết quả tốt nhất. Toàn đội phải cố gắng làm sao tự tin vào chính bản thân mình, và mình để phá lối chơi của họ thì mình phải cố gắng cầm được bóng, kiểm soát bóng và phối hợp nhỏ và nhanh nhẹn để làm sao thoát được bếp sinh của họ. Và hiện tại Dung và toàn đội đang rất tự tin vào trận đấu ngày mai. Đối với em là một tiền đạo thì hiện giờ em cảm thấy rất là tự tin khi chuẩn bị bước vào giải đấu, vì bọn em đã khá là nhuần nhuyễn trong các bài tập chiến thuật tấn công. Can't run from what I feel inside. There's no more time to hide.